Chào mừng các em đến kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Huệ Liêm có khi quảng cáo. Các xem hết quảng cáo giúp Huệ Liêm để thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho kênh xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 25 tiết số 1. Phép chia hết và phép chia qua dư trang 64 nha. Giờ trước hết mình sẽ làm tiết số 1, câu số 1. Giờ câu số 1 mình sẽ thực hiện các phép tính nha. 35 chia 7. 35 chia 7 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ nhớ là bạn chia 7 thì 35 chia 7 sẽ bằng 5. Mình sẽ viết số này. Giờ sau đó mình sẽ lấy 5 nhân 7. 5 nhân 7 bằng 35. Mình sẽ viết số 35 phía dưới này. Giờ 35 trừ 35, 35 trừ 35 sẽ bằng bao nhiêu? 35 trừ 35 bằng 0. Mình sẽ viết số 0. Như vậy đây là phép chia hết. 35 chia 7 sẽ bằng 5. Giờ tiếp theo là 45 chia 8. 45 chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ nhớ là bảng nhân 8. Thì mình sẽ có là 3 nhân 8 bằng 24, 4 nhân 8 bằng 32, 5 nhân 8 bằng 40. 40 nhỏ hơn 45 bằng được nha. Còn 6 nhân 8 được không? 6 nhân 8 48. 48 lớn hơn 45 không được. Nên mình sẽ lấy số 5. Mình sẽ viết số này. 5 nhân 8 bằng 40. Mình sẽ viết số 40 phía dưới này. Giờ sau đó mình sẽ lấy 45 chia 40, mình sẽ trực ngang nha. 45 chia 40 thì bằng bao nhiêu? 45 chia 40 thì bằng 5. Mình sẽ viết số 5. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 5 và dư 5. Đây là phép chia có dư. Tiếp theo sẽ là 23 chia 3. 23 chia 3 bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ nhớ là bảng nhân 3. Thì mình sẽ nhớ là 5 nhân 3 bằng 15, nhỏ hơn 23. 6 nhân 3 bằng 18, nhỏ hơn 23. Còn 7 nhân 3 thì bằng 21, nhỏ hơn 23. Còn 8 nhân 3 thì bằng 24, 24 lớn hơn 23 không được. Nên mình sẽ lấy đến 7 không? Đúng rồi, 7 nhân 3. Nên mình sẽ viết số 7. 7 nhân 3 bằng 21, mình sẽ viết số 21. Giờ sau đó mình lấy 23 trừ 21. Mình sẽ trực ngang nha. 23 trừ 21 sẽ bằng bao nhiêu? 23 trừ 21 thì còn 2, viết số 2. Như vậy kết quả là 23 chia 3 bằng 7 và dư 2. Đây là phép chia có dư. Tiếp theo sẽ là 45 chia 5. 45 chia 5 bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ nhớ là bảng chia 5. 45 chia 5 sẽ bằng 9, mình sẽ viết số 9. Đúng rồi. 9 nhân 5 bằng 45, mình sẽ viết số 45. 45 trừ 45 bằng bao nhiêu? Mình sẽ gạch ngang. 45 trừ 45 sẽ bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết, có nghĩa là không dư, gọi là hết. Đây là phép chia hết. 45 chia 5 sẽ bằng 9. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video, hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta nói là tô màu đỏ vào ô ghi phép chia hết. Tô màu vàng vào ô ghi phép chia có dư. Như vậy là muốn biết ô nào ghi phép chia hết hay là chưa có dư thì mình thực hiện phép tính trước. Đúng này. Nếu những ô nào mà ghi phép chia hết thì mình sẽ tô màu đỏ. Còn những ô nào ghi phép chia có dư thì mình sẽ tô màu vàng. Đúng này. Giờ bây giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem nha. Còn các em xem mình sẽ lấy nháp ra. Mình tính. Cái phần tính nháp thì các em sẽ ghi ngoài giấy nháp ha. Không ghi trong vở bài tập của các em nha. Giờ thầy sẽ thực hiện phép chia 30 chia 6 chứ. 30 chia 6 bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ nhớ là bảng chia 6. Thì 30 chia 6 bằng 5. Viết số 5. 5 nhân 6 bằng 30. Viết số 30. 30 chia 30 thì bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết. 30 chia 6 bằng 5.
Tiếp theo là 42 chia 7. 42 chia 7 bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhớ là bạn chia 7. Thì 42 chia 7 sẽ bằng sao? Viết số sao? 6 nhân 7 bằng 42, viết số 42. 42 chia 42 bằng 0, viết số 0. Như vậy đây là phép chia hết. 42 chia 7 bằng sao? Chia hết, có nghĩa là không có dư. Tiếp theo là 18 chia 5. 18 chia 5 bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ nhớ lại bạn nhân 5. Thì 1 nhân 5 là 5, 2 nhân 5 là 10, quãng nhỏ hơn 18. 3 nhân 5 bằng 15, quãng nhỏ hơn 18. Còn 4 nhân 5 sẽ bằng 20, lớn hơn 18 không được, nên mình sẽ lùi lại là đấy 3 nhân 5 thôi. Đúng này. 3 nhân 5. Như vậy 18 chia 5 sẽ bằng 3, viết số 3. 3 nhân 5 bằng 15, mình sẽ viết số 15. 18 chia 15 bằng bao nhiêu? 18 chia 15 thì bằng 3. Như vậy đây là phép chia có dư. 18 chia 5 bằng 3 chia 3. Tiếp theo là 27 chia 9. 27 chia 9 bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhớ là bạn chia 9. Thì 27 chia 9 sẽ bằng 3, viết số 3. 3 nhân 9 bằng 27, viết số 27. 27 trừ 27 thì bằng 0, viết số 0. Như vậy đây là phép chia hết. Tiếp theo là 41 chia 5. 41 chia 5 bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhớ là bạn nhân 5. Thì mình sẽ có là 6 nhân 5 bằng 30, nhỏ hơn 41. 7 nhân 5 bằng 5, 35, quãng nhỏ hơn 41. Còn 8 nhân 5 40, nhỏ hơn 41. Còn 9 nhân 5 bằng 45, lớn hơn 41 không được, nên mình sẽ lấy đến 8 không. 8 nhân 5 sẽ bằng 40. Đúng này. Như vậy kết quả sẽ là số 8. 8 nhân 5 bằng 40, viết số 40. 41 trừ 40 thì bằng bao nhiêu? 41 trừ 40 thì bằng 1. Như vậy đây là phép chia có dư, dư 1. Tiếp theo sẽ là 34 chia cho 4. 34 chia 4 bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhớ lỡ bạn nhân 4. Thì mình sẽ có 5 nhân 4 bằng 20, 6 nhân 4 bằng 24, 7 nhân 4 bằng 28, 8 nhân 4 bằng 32. 32 quãng nhỏ hơn 34 nha. Còn 9 nhân 4 bằng 6, 36 sẽ lớn hơn 34 không được, nên mình sẽ không lấy tới số 9, mình lấy số 8. Đúng rồi. 8 nhân 4 bằng 2, mình sẽ viết số 8. 8 nhân 4 bằng 32, viết số 32. 34 trừ 32 thì bằng bao nhiêu? 34 trừ 32 bằng 2. Như vậy đây là phép chia có dư. 34 chia 4 bằng 8 chia 2. Như vậy mình sẽ có 3 phép tính là chia hết, và với 3 phép tính chia có dư. Như vậy mình sẽ có là phép tính này, mình sẽ tô màu đỏ. Cái này mình tô màu đỏ. Cái này mình sẽ tô màu vàng. Cái này mình sẽ tô màu đỏ. Hai cái này mình sẽ tô màu vàng. Đúng này. Giờ các em sẽ tạm dừng video, các em sẽ tô màu câu số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ tô màu cho các em xem luôn. Giờ như vậy là thầy đã tô màu xong nha. Mình sẽ có 3 ô tô màu đỏ và 3 ô tô màu vàng. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video. Thầy biết các em hiểu bài. Như vậy mình sẽ có 3 ô tô màu đỏ và 3 ô tô màu vàng. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình viết tiếp vào chỗ chấm cho kết hợp. Cô giáo muốn chia 20 quả táo vào các đĩa. Các bạn robot Nam và Mai đưa ra ý kiến về cách chia quả táo như sau. Robot yêu nói là chia đều số quả táo vào hai đĩa. Còn bạn Nam nói là chia đều số quả táo vào ba đĩa. Còn bạn Mai nói là chia đều số quả táo vào bốn đĩa. Như vậy là cách chia của bạn nào sẽ cho tao phép chia hết? Như mình sẽ thực hiện ba phép chia, đúng này. Thì mình biết là phép chia nào sẽ chia hết không, đúng này. Như vậy trước hết thầy sẽ đi tính nháp nha. Các em sẽ lấy nháp giùm mình tính nha. Phần tính nháp các em không có ghi vô bộ bài tập, nhưng mà sẽ ghi ngoài giấy nháp. Trước hết là mình sẽ lấy 20 chia 2.
20 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? 20 chia 2 sẽ bằng 10. Vậy các em sẽ nhớ là bạn chia 2 thì 20 chia 2 bằng 10. 10 nhân 2 sẽ bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết. Còn bạn Nam thì sẽ là chia cho 3. 20 chia 3. 20 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ nhớ là bạn nhân 3. Thì mình sẽ có 5 nhân 3 bằng 15, nhỏ hơn 20. 6 nhân 3 bằng 18, nhỏ hơn 20. 7 nhân 3 bằng 21, lớn hơn 20 không được. Nên mình sẽ lấy đến số 6 thôi. Nên viết số 6. 6 nhân 3 bằng 18, mình sẽ viết số 18. 10, 20 trừ 18 thì bằng 2, viết số 2. Như vậy đây là phép chia có dư. Tiếp theo là chia 4. Bạn Mai là chia đều số quả táo vào 4 đĩa thì mình sẽ lấy 20 chia 4. 20 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì các em sẽ nhớ là bạn chia 4. 20 chia 4 sẽ bằng 5. 5 nhân 4 bằng 20, viết số 20. 20 trừ 20 thì bằng 0, viết số 0. Như vậy là mình thấy là robot và bạn Mai là chia hết, bạn Nam chia không hết, đúng không? Chia có dư. Như vậy mình trả lời ở đây là cách chia táo của robot và Mai cho tao phép chia hết, đúng không? Như vậy là câu số 3 các em điền ở đây chính là robot và Mai. Và Mai. Robot và Mai cho tao phép chia hết, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video hay biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4, lớp 3A có 30 học sinh được chia thành 6 nhóm để sinh hoạt, để tổ chức hoạt động ngoại khóa. Mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh? Như vậy câu số 4 này người ta nói là lớp 3A có 30 học sinh được chia đều thành nhóm, thành 6 nhóm để tổ chức hoạt động ngoại khóa. Mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh? Thì chia đều thì mình sẽ lấy 30 chia 6 là ra kết quả, đúng không? Giờ như vậy người ta hỏi cái gì? Mình sẽ là cái đấy. Người ta hỏi mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh thì mình sẽ bỏ chữ hỏi đi. Thì mình trả lời là mỗi nhóm có số học sinh này, đúng không? Như giờ mình sẽ trả lời là mỗi nhóm có số học sinh là nha. Mỗi nhóm có số học sinh là. Như vậy là các em trả lời là mỗi nhóm như vậy có số học sinh là, hoặc là các em trả lời là mỗi nhóm có số học sinh là cũng được. Có hai cách trả lời. Mình sẽ lấy 30 chia 6. 30 chia 6 sẽ bằng bao nhiêu? 30 chia 6 bằng 5. Vì 6 nhân 5 bằng 30. Như vậy kết quả là 5 học sinh, đúng không? Như vậy đáp số sẽ là 5 học sinh. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu, bấm khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Khải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Khải Liêm nha. Khải chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.